Chào các bạn, hôm nay shop áo thế vũ.com vừa mới ra một sản phẩm mới, đó là áo Aerosan 404 dạng siêu cấp. Điều đặc biệt của cái áo này là có cổ trông rất là đẹp nha. Nhốt hộ tay mình nha các bạn. Còn bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ở tập trước, 404 và 606 bắt buộc phải kết hợp lại để đối đầu với Reaper-san. Nhưng hắn đâu dễ để điều ấy diễn ra. Mặc dù 505 và 707 đã ra sức giữ chân Reaper, nhưng với bóng ma bất tử thì cả 5 và 7 không thể trụ nổi trước San thần chết. Tưởng như quá trình kết hợp sẽ bị vỡ tan thì Pháp Sư và San siêu cấp đã tham chiến hồng kéo dài thời gian. Cả hai chưa ngầu được 5 giây thì đã bị Reaper hạ gục. Đến lúc này, mọi chuyện gần như đã hoàn toàn sụp đổ thì một vị thần đã xuất hiện. Đó là Error 504 San. Với sức mạnh khủng khiếp của mình, 504 đã lần lượt tiêu diệt tất cả quái vật của Reaper. Và sau đó, đấm Reaper không trượt phát nào. Cũng may cho hắn là có đồng minh đến cứu thoát thân. Tìm pháp sư liền đuổi theo thì phát hiện tên đồng minh đó chính là quái vật Skibidi Toilet. Quá bất ngờ nên tìm pháp sư đã bị hắn hút vào thế giới hắc ám và bắt cóc Xì Chum và Xì Tin đi. Liệu tìm pháp sư có cứu được hai trẻ trâu hay không? Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn xem tập 147 này nhé. Tập 147, cái kết cho kẻ dám bắt nạt Alpha. Cũng may là hai con hợp nhất kịp lúc, nếu không thì cả trái đất và Undertale cũng không biết làm sao nữa. Con làm gì vậy Alpha? Wow, mấy cái cánh này mọc ở đâu ra mà sao xịn quá vậy? Lắc lư lắc lư lắc lư được luôn nè. Ôi, mai mốt anh cho em mượn bộ cánh này để em đi đu đưa với idol nha. Thôi, bây giờ hai con tách ra được rồi đó. Ờ, đúng rồi đó, tách nhanh đi, em nhớ anh Tư lắm rồi. Đúng rồi đó anh Sáu, mau tách ra đi. Tự nhiên cướp anh Tư của em, vô duyên quá à. Anh chơi vậy, mai mốt em không chơi với anh nữa đâu. Hả? Cái gì vậy? Các người có thấy quái vật Skibidi ở đâu hay không? Không có thấy. Nếu có thấy, hãy mau chạy ngay đi. Vì với những san bình thường như các người không chịu nổi nó đâu. Chỉ những đặc vụ chuyên nghiệp như hai ta mới đủ sức tiêu diệt nó. Nếu có thấy, báo ngay cho ta, rõ chưa? Ủa, cái vụ gì vậy trời? Hình như hai đứa vừa nói con là san bình thường và kêu con bỏ chạy hả, 504? Cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới của hai thằng mất dạy đó. Trong game, nó đánh em quá trời. Ủa? Nhưng mà giờ mình bỏ Chum Tin đó hả? Không có, con Toilet đó, nó lôi Chum Tin ra trên đất rồi. Gì? À? Kéo ra tới đây rồi hả? Ờ, nó giỡn mặt lắm, mà không biết nó đang ở đâu nữa. Chắc là căn nhà quan bữa hổm á. Ờ, cũng hợp lý. Đi! Đi! Kiếm nó! Ủa? Hả? Nó bé bảy. Ủa? Nhóc Âu Vàng, em đứng đây chi vậy? Ờ, chi vậy? Sao thấy Âu Rít hoài vậy ta? Ờ, có ý gì thì nói đi bảy ơi. Ừ đúng rồi, theo chị có gì không? Đi hả? Ai cho đi? Hả? Ê ê ê, tính làm gì vậy? Ê ê ê, ôi mà pháp sư, bỏ đi, đánh không lại người ta đâu.
mà ông ba hiểu nhiều. Tôi mới nhảy lần nữa là có công chuyện đó nha. Cha ga là của tôi. Ủa pháp sư, nhảy xong rồi sao nữa? Chắc nó sợ vậy á. Đi cố chùm tiền. Nó sợ dữ chưa. Đâu hai chó? Ôi, nó đau rồi cơ mày. Giận sao? Đau hả? Để tao. Giờ á, mày có 3 giây đi hả tụi tao ra. 1 2 2 rưỡi. Mày đi hả? Mày bậy rồi đó Tuyên. Sao lại quýnh bạn? Sao lại đánh bạn? Quay quá trời. Chim mi hút vô bồn cầu ơi. Thiệt là thơm. Hả? Cứu tao. Hả? Skippy chum. Quay giờ. Quay hả? Cũng không vui lắm. Đủ chưa? Vô. Dậy đi cho lẹ. Đang đi bắt ma mà pháp sư lắc hoài, thấy bắt mệt. Ôi, pháp sư đã thấy gì chưa? Thấy. Ủa, rồi tiên thì chim đậu. Chắc là bị nhốt vô cái bồn cầu rồi. Nghe thơm dữ người ta. Vậy giờ mình tính sao hả pháp sư? Đập chết cha nó. Hả? Ý hay, đập nó. Xong mày ơi. Stop. Thả xì chum xì tin ra. Mau. Không. Không rồi. Ê, sao cứu xì tin xì chum đi đâu vậy? Nó nói không kìa. Hả? Cầm gì? Đập cái cha không? Đúng rồi, đập cái cha đó. Đi. Dừng lại. Hả? Ai dạ. Hả? Thêm hai con quái vật mới nữa hả? Hay mình thuê hai quái vật này quay cho phim mình được nè. Quay đứng lại gần nha. Quay. Đừng sợ, hai ta không phải là quái vật. Thì chắc là quái thai. Ăn nói hàm hồ. Hai ta là đặc vụ camera chuyên tiêu diệt các quái vật Skibidi Toilet. Ở đâu có? Ở đó có hai ta. Ồ, ngầu dạ. Xin mời tiêu diệt giùm. Không. Hả? Rảnh vậy cha nội? Vậy tới đây làm chi? Là để chỉ cho các người biết cách tiêu diệt Skibidi Toilet. Cách sao? Trên đầu con quái vật đó có một dây kéo tử nguyệt. Chỉ cần kéo nó lên để xả thì nó sẽ bị tiêu diệt. Quá là dễ luôn. Chị nhỏ. Đi liền. Đi liền. Rồi xong rồi.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nhìn không thấy gì? Lao nhau hả? Mày hả mày? Pháp sư, nhanh đi! Em không chết đâu rồi nè! Nhanh đi! Trời ơi! Ok! Nhanh nhanh nhanh! Yeah. Hey. Hả? Không chết? À. San! Bị hút vô bồn cầu rồi! Chạy! Chết! Tùng là chết với nó! Hả? Hả? Pháp sư! Thả mọi người ra chưa? Không. Một, hai, ơi làm chưa? Hả? Là hai thằng bay hả? Hó này, được tao tới tận đây. Tao mà nâng cấp xong mà chết cha với tao, tao sẽ xả tụi bay giống như là Raxinfa, Raxinfa. Tôi là Raxinfa. Nổ máy, nè con đá sốt lên. Ủa, cái gì vậy? Ủa, hình như là cái toilet. Wow, một cái toilet khổng lồ. Hồi đó tới giờ chưa thấy cái toilet nào to như vậy luôn á. Sao mà ở giữa đường vậy? Ôi, trời ơi, sao mà đúng lúc vậy nè? Đúng là buồn ngủ mà gặp chú Minh. Thôi, lỡ rồi, làm ở đây luôn. Mong là không có ai nhìn thấy. Mấy bạn nhắm mắt lại đi, để anh Pha còn đi nữa. Sao chóng chạy vậy? Ủa, sao kỳ vậy? Nãy cái bên, sao bây giờ lại tận ở đây? Hay là nó tự biết di chuyển ta? Để mình thử xem sao. Ấy, hả? Hình như nó vừa mới né hả? Để thử lại lần nữa xem sao. Ấy, hả? Trời đất ơi, nó biết động đậy kìa bà con ơi. Ui, chắc chắn là có cái gì đó trong đây nè. Một thằng trẻ trâu trong toilet. Hả? Mày còn cười chọc quê tao hả? Mày nè. Thật là cay quá đi. Hả? Nó trốn hả? Mày giỏi, mày ra đây. Nếp trong đó cũng không thoát khỏi Raxinfa này đâu. Lại là hai thằng bay. Không hồng thì hãy tự tay kéo nút xả nước đi. Đừng để bọn ta lấy hàng lạnh ra. Hàng nóng. Lộn, hàng nóng. Nhanh đi, mất thời gian quá. Cái cục x... Hả? Cái nắp bồn cầu của ta. Chắc là xong rồi đó. Đi thôi. Đói bụng quá. Hay là bây giờ mình đi ăn món pin con ó sọ bơ cay đi. Good idea.
Thật là ly lắm. Tưởng giết tao là dễ hả? Hai hàng đa cấp. Thật là không thể nhịn nổi mà. Hai thằng trời thôi. Còn nhiều lời hả? Cuối cùng cũng xong. Lại kiểm tra thử xem sao. Ok, finish. Cuối cùng cũng thảnh thơi đi ăn món bên con ó sợ bờ cài. Ê, ở đây có quán đó mày. Có cái đậu mày. Hả? Cái gì nữa đây? Hả? Là một xanh thần chết. Lẽ nào ngươi lại đi kết hợp với Skibidi à? Thật là quái dị. Ta không phải là sanh thần chết. Ta là một bản nâng cấp tiến bộ hơn của một Skibidi. Khôn hồn thì hai đứa bay quỳ xuống ngay đi. Quỳ cái con khỉ khô nè. Hả? Cái thằng đa cấp bá dơ này. Chưa xong đâu, còn nữa nè. Lão hả mày? Chỉ nhiều đó thôi hả? Đúng nhiều đó mà tiêu diệt được ta hả? Hai thằng đã cấp quen. Tên Skibidi thần chất này có vẻ mạnh hơn chúng ta nghĩ đó. Phải phối hợp lại tiêu diệt hắn thôi đồng nghiệp. Vô. Hả? Sao vậy đồng nghiệp? Có gì? Hai thằng quắc con này đi chết đi. Tao hơi cay thằng này rồi đó. Cay quá, cay quá thì làm được gì ta hả? Nó chạy rồi kìa đồng nghiệp. Đuổi theo hắn. Tưởng nâng cấp bản thân như thế nào, ai ngờ nâng cấp xong lại chạy. Thật là hèn. Có chạy thì chạy xa đi, đừng để ta bắt được. Người nên chạy là hai đứa đã cấp thứ bảy đó. Chưa hết đâu, còn nữa nè. Còn Skibidi tiến hóa này quá mạnh, chắc phải kêu thêm TV Man trợ giúp thôi. Minh nè, Minh nè. Hả? Có vụ gì vậy nè? Có cần tôi giúp đỡ không nè? Không cần. Ngươi mau chạy đi. Chạy ngay đi. Trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Tôi cũng là một Sky chính hiệu luôn nè. Mày xà lơ quá. Mau chạy đi. Nhưng nó sắp tới nữa rồi kìa. Cái con gì lạ quá vậy nè? Chuẩn bị đi vô bãi phế liệu đi. Cố lên đồng nghiệp. Họ là cô hắn quá mạnh. Tôi ở đây, cậu mau đi gọi TV Man đi. Có TV Man ở đây cũng vô nghĩa thôi. Bởi vì ta đã có ông trời giúp sức. Hả? Ông trời giúp sức là sao? Nghĩa là sức mạnh của ta sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hả? Trời mưa. Không xong rồi. Mau ra tay thôi đồng nghiệp. Hả? Hai đứa phế vật tụi bay đang ngứa cho tao hả? Skibidi là vô địch thiên hạ. Cái ác thì không bao giờ thắng cái thiện được. Nhưng lần này thì khác rồi. Không thể nào hai đứa mình lại thua con Skibidi này được. Tụi bay thua nhận đi. Vì với con quái vật đầu lâu này,
ta sẽ thanh trừng hết tụi bay. Tấn công nó. Vĩnh biệt hai thằng ngu. Trời ơi trời ơi, sao mà giả man quá vậy nè, ghê quá nè. Cũng không ghê lắm đâu. Trời ơi, cứu tôi với nè, cứu tôi với nè. Cứu tôi với nè, cứu tôi với nè, mấy người ta cứu tôi với nè. Chạy đi đâu hả con gà con này? Trời ơi, sao không có ai cứu tôi vậy nè? Đau quá đi nè. Mày đi chỗ khác đi nè, đừng có lại gần tâm nè. Vô bụng anh đi bé cưng. Mau vào bụng ta. Ủa nè. Ui, cái gì vừa xảy ra vậy nè? Đi coi thử đi nè. Lại là ngươi à. Hôm nay ta sẽ trả thù cho đại ca River của ta. Cơ hó. Đúng rồi đó nè. Đánh nó đi nè. Thằng đó xấu tính lắm nè. Hồi nãy nó đánh tôi đau lắm nè. Để xem hắn có đủ sức mạnh để đánh với ta hay không. Những vòng tròn ánh sáng của thần. Cái gì? Không thể nào. Mạnh quá nè. Quá đi nè, tiêu diệt nó luôn đi nè. Ngươi còn lâu mới hạ được ta. Xem nè. Hạ ta ra. Mà hạ ta ra. Bây giờ tao không tức thả. Mày làm gì tao? Mày quỳ xuống đi, rồi tao thả cho. Đúng vậy, mau quỳ xuống đi. Mình lại coi nó xem sao đi nè. Chết mày chưa nè. Láo hả mày nè. Dám đánh tâm nè. Dám đánh tâm nè. Mày chết chưa nè. Đáng sợ luôn nè. Xả mày xuống luôn nè. Ghê nè. Đã xong đời nó gần nè. Mà anh gì anh nè. Anh fan đâu rồi nè? Có khi nào tôi lỡ xả mọi người hết xuống lẩu luôn rồi nè? Em nè tôi ơi, thôi quá. Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chào các bạn, hôm nay shop áo thế vũ.com vừa mới ra một sản phẩm mới, đó là áo Aerosan 404 dạng siêu cấp. Điều đặc biệt của cái áo này là có cổ trông rất là đẹp nha. Nhớ hộ tem mình nha các bạn. Còn bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ. Yeah.